bắt hai cha con mua hai thiếu nữ 15 tuổi. Ngày 6 tháng 9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai cho hay vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam bị can Kiều Công Cảnh, 70 tuổi và Kiều Hoài Phước Anh, con trai ông Cảnh để điều tra về hành vi mua bán người dưới 16 tuổi và bắt giữ người trái pháp luật. Theo điều tra, hai thiếu nữ 15 tuổi quê tại tỉnh Sóc Trăng quen qua mạng xã hội với một người phụ nữ tên Thạch Thị Kim Đào. Biết cả hai đang cần việc, bà Đào hứa hẹn giới thiệu việc nhẹ lương cao. Tin lời, sáng ngày 12 tháng 8, Đào thuê ô tô đến phòng trọ để đưa hai thiếu nữ giao cho vợ chồng Liêm và Phụng làm quản lý tại một cơ sở massage ở huyện Trảng Bom. Không đồng ý làm nhân viên massage, cả hai thiếu nữ đòi về nhưng bị Liêm bắt chẹt trả 10 triệu đồng là số tiền thuê xe chở đến. Không còn tiền trả, cả hai buộc phải chấp nhận ở lại làm nhân viên massage. Tiếp đó, Liêm bắt ép hai thiếu nữ ghi một tờ giấy ghi nợ với số tiền là 35 triệu đồng là số tiền công đào tạo nghề massage. Đến tối cùng ngày, Liêm gọi cho ông Cảnh, chủ hệ thống cơ sở massage Mimi Ngọc để giới thiệu và nói hai thiếu nữ này đang thiếu nợ 70 triệu đồng. Qua trao đổi, ông Cảnh đồng ý bỏ ra 70 triệu đồng để đưa hai thiếu nữ về làm nhân viên massage. Số tiền bỏ ra này, ông Cảnh sẽ trừ dần vào lương hàng tháng. Ông Cảnh giao cho con trai hàng ngày giám sát, ép buộc hai thiếu nữ kích dục cho khách. Đến giữa tháng 8 năm 2022, công an nhận được tin báo của người dân tại cơ sở massage Mimi Ngọc có dấu hiệu giữ người trái pháp luật. Ngày 17 tháng 8, khi lực lượng công an huyện ập vào kiểm tra cơ sở massage trên, xác định Phước Anh đang giữ người trái pháp luật nên đã tiến hành bắt giữ. Trên cơ sở lời khai của đối tượng, lực lượng công an tiếp tục làm việc với ông Cảnh. Đối tượng này sau đó cũng thừa nhận hành vi của mình. Qua sự việc trên, các bậc cha mẹ hãy chú trọng bảo vệ con cái khỏi những lời dụ dỗ trên mạng xã hội nhé. Giải cứu thanh niên có ý định nhảy cầu Trương Dương. Ngày 6 tháng 9, đại diện lãnh đạo đội cảnh sát giao thông số 1, phòng cảnh sát giao thông thành phố Hà Nội, công an thành phố Hà Nội cho biết, trong lúc trực tại chốt phía nam cầu Trương Dương, đại úy Nguyễn Anh Tú và thiếu tá Nguyễn Tiến Hưng đã tiếp nhận thông tin có một nam thanh niên trèo qua lan can cầu định. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã xác định vị trí nam thanh niên định ở nhịp số N10 nằm giữa cầu hướng từ quận Hoàn Kiếm sang quận Long Biên. Thời điểm này, sự việc đã thu hút rất nhiều người hiếu kỳ nên đã nhanh chóng gây ra tình trạng ùn ứ. Song sau đó, hai cảnh sát giao thông đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường. Khi đến nơi phát hiện, một nam giới khoảng 30 tuổi đã leo ra ngoài thành cầu. Tổ công tác một mặt tiếp cận xem xét, động viên nam thanh niên và trấn an tinh thần, đồng thời điều tiết cho giao thông thông suốt, tránh tập trung đông người. Sau khoảng 15 phút có mặt, cùng với người dân, tổ công tác đã giữ được người nam thanh niên và đưa vào vị trí an toàn. Tại trụ sở đội cảnh sát giao thông số 1, nam thanh niên khai tên TQH, sinh năm 1991, trú tại Hòa Phú, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội. Sau khi động viên và khuyên bảo, anh Hát chia sẻ do bị bách trong công việc dẫn đến bị trầm cảm nhiều ngày nên đã nghỉ quẩn. Sau khi trấn tĩnh lại, anh Hát cũng đồng ý để đơn vị liên hệ với người thân đến đón về. Khoảng 11 giờ cùng ngày, anh trai anh Hát đã đến liên hệ và nhận người làm thủ tục đưa anh Hát về chăm sóc. Qua sự việc trên, mọi người hãy chăm sóc không chỉ sức khỏe thể chất mà cả sức khỏe tinh thần của bản thân và gia đình thật tốt để không xảy ra những sự việc đáng tiếc như trên. Khởi tố nữ phóng viên viết bài tống tiền doanh nghiệp. Ngày 6 tháng 9, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Ngọc Diệp, sinh năm 1987, trú tại phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội và Đinh Thị Vân, sinh năm 1988, ở xã An Khánh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội về tội cưỡng đoạt tài sản. Theo cáo trạng, Nguyễn Ngọc Diệp là nhà báo, công tác tại một tạp chí có trụ sở tại Hà Nội. Tháng 6 năm 2021, Diệp lên mạng Internet tìm thấy một số sai phạm về quảng cáo sản phẩm của công ty Đông Y Xứ Mường có trụ sở ở Hà Nội. Sau đó, Diệp nhờ Đinh Thị Vân đi tìm hiểu và thu thập thông tin về sai phạm của doanh nghiệp này. Sau khi có được thông tin và tài liệu về sai phạm, Vân chuyển lại cho Diệp để bị cáo này soạn công văn số 841 ngày 11 tháng 6 năm 2021 dưới danh nghĩa cơ quan báo chí. Công văn này để gửi các cơ quan chức năng và nêu các sai phạm của công ty Đông Y Xứ Mường. Ngày 12 tháng 6 năm 2021, Diệp nhắn tin và gửi các tài liệu gồm thẻ nhà báo, công văn số 841 của tạp chí, thông báo của Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hà Nội về việc đã tiếp nhận các vi phạm đến chị Trần Thị Lơ, người trực hotline của công ty Đông Y Xứ Mường. Sau đó, Diệp đe dọa, gây sức ép buộc chị L phải ký hợp đồng truyền thông với tạp chí nơi bị cáo này làm việc, nếu không sẽ tiếp tục gửi thông tin sai phạm đến các cơ quan chức năng hoặc đăng tải bài viết có nội dung xấu về công ty Đông Y Xứ Mường. Tuy nhiên, chị L từ chối không gặp Diệp. Dưới tác động của Diệp, đã có hai bài viết được xuất bản liên quan đến sai phạm của công ty Đông Y Xứ Mường. Diệp gửi link hai bài viết trên cho chị L, đồng thời yêu cầu gặp mặt để xử lý hai bài viết liên quan đến công ty Đông Y Xứ Mường. Ngày 9 tháng 7 năm 2021, chị L yêu cầu nhân viên là chị Nguyễn Thị Hát đến gặp Diệp để xử lý.
Tại đây, Diệp yêu cầu chị Hát phải ký hợp đồng truyền thông trị giá 35 triệu đồng trong một năm với tạp chí mà bị cáo từng công tác, đồng thời đưa thêm 20 triệu đồng để gỡ nội dung hai bài viết liên quan. Tổng số tiền Diệp yêu cầu công ty Đông Y xứ Mường phải chung chi là 55 triệu đồng. Thực hiện yêu cầu của Diệp, ngày 15 tháng 7 năm 2021, chị Hát đã đưa cho Diệp 37,5 triệu đồng. Nhận số tiền này, Diệp chuyển cho Đinh Thị Vân số tiền 3,5 triệu đồng nhằm trả công cho việc thu thập thông tin về sai phạm của công ty Đông Y xứ Mường. Ngày 17 tháng 7 năm 2021, khi Diệp đang nhận nốt số tiền 20 triệu đồng từ chị Nguyễn Thị Hát thì bị cơ quan công an bắt quả tang. Tại cơ quan điều tra, Vân khai đã nhiều lần đi thu thập thông tin sai phạm của một số doanh nghiệp, đơn vị để sau đó Diệp dùng mác nhà báo đe dọa ký hợp đồng truyền thông. Tuy nhiên, tại phiên tòa xét xử sáng nay, hội đồng xét xử cho biết bị cáo Diệp và Vân đã có đơn xin hoãn phiên tòa vì lý do sức khỏe. Tại tòa, luật sư bào chữa cho hai bị cáo cũng đề nghị Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội hoãn xét xử vụ án vì vắng mặt các bị cáo. Hội đồng xét xử đã ra quyết định hoãn phiên tòa và sẽ mở lại vào ngày 20 tháng 9 tới đây. Cũng theo thông báo của hội đồng xét xử, khi mở lại phiên tòa, nếu các bị cáo tiếp tục vắng mặt, tòa án sẽ xét xử vắng mặt các bị cáo theo quy định pháp luật. Tạm giữ hình sự xe ôm cướp cạn ở bến xe miền Tây. Ngày 6 tháng 9, Công an quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã tạm giữ hình sự ông Trần Văn Thành, 59 tuổi, ngụ tại quận 6 để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Ông Thành là người đàn ông chạy xe ôm ở khu vực bến xe miền Tây, quận Bình Tân. Trước đó, ngày 5 tháng 9, Báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh đã liên hệ cung cấp cho Công an quận Bình Tân thông tin hình ảnh về việc một tài xế xe ôm giả GrabBike có hành vi cưỡng đoạt tài sản, trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản của khách đi xe. Sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Công an quận Bình Tân đã chỉ đạo đội cảnh sát hình sự nhanh chóng vào cuộc xác minh làm rõ. Đến trưa ngày 5 tháng 9, ông Thành đón một người phụ nữ dáng vẻ khắc khổ ở gần bến xe miền Tây trở về hướng quốc lộ 1. Khi đến cổng công ty Poyon Việt Nam, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, ông Thành dừng lại và trả khách. Trong lúc người phụ nữ lấy tiền ra trả, thì ông Thành giật lấy 1 triệu đồng rồi tẩu thoát. Người phụ nữ thấy vậy đã hô hoán, thì các trinh sát hình sự Công an quận Bình Tân phát hiện, ập đến bắt quả tang ông xe ôm này. Tại cơ quan điều tra, ông Thành thừa nhận hành vi và khai rằng đã thực hiện thêm 2 vụ khác với hành vi tương tự với số tiền chiếm được từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng. Công an cũng xác định, ông này có một tiền án trộm cắp tài sản và ra tù cách đây chưa lâu. Hiện tại, Công an quận Bình Tân đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghi can Thành về tội cướp giật tài sản và mở rộng điều tra. Đúng là tham thì thâm, các bác hãy bảo vệ tài sản của mình thật cẩn thận để tránh những trường hợp không đáng có nhé.